Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Gần đây, lượng mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc, Hắc Long Giang, Nộn Giang, sông Tùng Hoa và các lưu vực sông khác đã chứng kiến mực nước vượt cảnh báo, đặc biệt là dòng chính của sông Nộn Giang. Kể từ đầu tuần này, mực nước tiếp tục vượt mức cảnh báo. Trong 14 ngày qua, lưu vực sông Tùng Hoa hứng chịu đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng, hôm nay lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc sẽ đạt đỉnh và sẽ có mưa lớn ở phía Đông Hắc Long Giang, miền Trung và phía Đông Cát Lâm, và hầu hết Liêu Ninh và các khu vực địa phương sẽ bị mưa lớn. Theo thống kê của Tổng cục Quốc phòng, ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông có dân số 3,63 triệu người, 2 triệu 500.000 hecta hoa màu, 12.900 ngôi nhà bị sập và 24.000 người phải chuyển đi, 51.700 người ở tỉnh Cát Lâm là 10.300 người ở tỉnh Cát Lâm và 2.700 người ở khu tự trị Nội Mông. Lũ lụt Đông Bắc cũng đã xảy ra trên diện rộng. Lưu vực sông Tống Hoa hiện là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Thời gian gần đây, nhiều sông ở Đông Bắc Bộ đã vượt mực nước cảnh báo. Theo báo cáo từ China News, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, lưu vực sông Tùng Hoa đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Thượng nguồn sông Nộn trải qua trận lũ thảm khốc 60 năm mới xảy ra một lần và Hắc Long Giang trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1987. Rò rỉ, xói mòn, vỡ đường ống và các tình huống nguy hiểm khác luôn xảy ra trong kè. Lũ lụt nghiêm trọng đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở vùng Đông Bắc, nguy hiểm thường xuyên xảy ra. Trong số đó, theo tin tức từ China Broadcasting Network hôm thứ Năm cho biết, nước sông dâng cao trong mấy ngày qua đã gây ra hai cảnh quan cuối cùng của đảo Hắc Hạ Tử ở cực đông của Trung Quốc bị nhấn chìm hoàn toàn. Ngoài ra, trạm khí tượng Phúc Nguyên nằm ở cực đông của Trung Quốc cũng đang đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt và phải di rời. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Năm, mực nước tại trạm Hắc Hà ở Hắc Long Giang đã vượt quá mực nước cảnh báo 1,52 m, 12 ngày liên tục trên mực nước cảnh báo. Tính đến 2 giờ ngày thứ Sáu, mực nước tại sông Tùng Hoa vượt quá mực nước cảnh báo 0,11 m. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, trạm Liên Minh Nộn Giang mực nước vượt cảnh báo là 0,62 m trong 15 ngày liên tiếp. Vượt mức trên mực nước cảnh báo của trạm Hy trong 14 ngày liên tục là 1,68 m và vượt mức trên mực nước cảnh báo của trạm Giang Kiều là 1,62 m 15 ngày liên tục. Ngoài ra, 28 hồ chứa cỡ trung bình ở tỉnh Cát Lâm cũng có mực nước cực lớn. Trong ngày hôm nay, ở Thẩm Dương, Liêu Ninh có mưa lớn với lượng mưa 246 mm từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Tư. Trước đó, chính quyền thành phố Thẩm Dương đã đưa ra cảnh báo sớm cấp 1 màu đỏ để kiểm soát lũ đô thị bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Một số tuyến đường trong khu đô thị Thẩm Dương bị ngập lụt nghiêm trọng, có nơi nước tích tụ đã chảy ngược vào các lối đi ngầm. Trước tòa thị chính, nước ngập hết mui xe ô tô trông như một đại dương bao la. Theo tin tức được cư dân mạng gửi đến, hiện tại một chiếc ô tô màu đen đã chết máy trong nước lũ. Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu. Ngoài ra, sân bay Thẩm Dương cũng bị hoãn chuyến bay do mưa lớn và một trận mưa xối xả xảy ra ở Hắc Sơn, Liêu Ninh là 362 mm. Đây là trận mưa lớn nhất ở địa phương từ năm 1956. Vượt kỷ lục trước đó xuất hiện năm 1991 với lượng mưa 165,5 mm là cực hiếm. Lượng mưa ở Đông Bắc đạt đỉnh vào hôm nay, Cát Lâm và Liêu Ninh hứng chịu mưa lớn cục bộ hôm nay. Đông Bắc Bộ có mưa to, phía Đông Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh có mưa to đến rất to, có nơi mưa to cục bộ. Trong 2 ngày tới, lượng mưa ở Đông Bắc Bộ sẽ suy yếu rõ rệt, chủ yếu trong vài ngày vừa qua và có khả năng mưa to sẽ quay trở lại. Tỉnh Hắc Long Giang, hôm nay là thời kỳ mưa chính từ ngày đến đêm, mưa to cục bộ và mưa to cục bộ, Cát Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang, Thất Đài Hà, phía Tây Tế Tây, phía Tây Giai Mộc Tư và phía Tây Sông Nha Sơn có mưa lớn, trong đó có mưa lớn ở một số thành phố và quận ở phía Đông Cát Nhĩ Tân, phía Tây Mẫu Đơn Giang và Thất Đài Hà, Đại Hưng Lĩnh và Tề Tề Cát Nhĩ nhiều mây, có mưa rào, còn các khu vực khác nhiều mây, có mưa vừa, thời kỳ sau, lượng mưa suy yếu rõ rệt, có mưa rào và dông nhiều nơi, mây đối lưu mạnh cục bộ, tại tỉnh Cát Lâm. Vào lúc 5 giờ 15 phút sáng nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Hiện tại một số thị trấn ở phía Nam Cát Lâm, phía Bắc Bạch Sơn, phía Nam Diên Biên và khu bảo tồn núi Trường Bạch đã có mưa to hoặc mưa rất to. Dự kiến trong 24 giờ tới, phía Đông và Nam Tùng Nguyên, Trường Xuân, Tứ Bình, Liêu Nguyên, Cát Lâm, Tùng Hoa, Bạch Sơn, Trung và Tây Diên Biên, khu bảo tồn núi Trường Bạch sẽ có mưa lớn. Phía Nam Trường Xuân, Liêu Nguyên, Cát Lâm, Thông Hóa có nơi có mưa dông lớn. Tại tỉnh Liêu Ninh, vào lúc 15 giờ chiều nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trong 1 đến 2 giờ qua, lượng mưa ở Tào Hà Khẩu, huyện Bản Si, giáp Bát Yên và Thu Thủy Câu,
huyện Tùy Trung đã đạt từ 50 đến 100mm, dự báo trong 1 đến 2 giờ tới có lượng mưa từ 30 đến 50mm, có khả năng xảy ra lũ quét cần chú ý đề phòng. Thưa quý vị, theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh, mực nước lũ hiện tại của dòng chính sông Nộn là từ 10 đến 15 năm và dự kiến sẽ có lũ lụt từ 15 đến 20 năm. Người ta ước tính rằng sông So ở Cáp Nhĩ Tân đoạn sông trên sẽ trải qua lũ lụt 15 năm một lần. Người ta dự đoán rằng từ Tùng Giang đến Phúc Nguyên ở Hắc Long Giang sẽ có trận lụt lớn nhất trong lịch sử vượt qua năm 1984. Theo các báo cáo, mực nước trên dòng chính của sông Nộn từ Liên Minh đến Di An Ao đã tăng 0,04 đến 0,14 m, vượt mức nước cảnh báo từ 0,6 đến 1,21 m. Mực nước lũ dòng chính sông Nộn hiện nay là 10 đến 15 năm, dự kiến 15 đến 20 năm xuất hiện một đợt lũ. Đoạn sông Tùng Hoa phía trên Cáp Nhĩ Tân sẽ hứng chịu lũ lụt 25 năm mới có một lần. Đoạn chiều viễn của sông Tùng Hoa vượt quá mực nước cảnh báo 0,55 m và các đoạn sông khác đều thấp hơn mực nước cảnh báo từ 0,01 đến 1,22 m. Mực nước tại trạm Cáp Nhĩ Tân hôm nay là 117,51 m, cao hơn 0,04 m so với ngày hôm qua, thấp hơn 0,65 m so với mực nước cảnh báo và tốc độ dòng chảy là 5.540 m khối mỗi giây. Dự kiến sẽ vượt mực nước cảnh báo vào khoảng ngày mai, tức là khoảng 5 năm một lần và sẽ đạt mức 10 năm một lần vào khoảng ngày kia. Dự kiến, đoạn sông Tùng Hoa phía trên Cáp Nhĩ Tân sẽ hứng chịu lũ lụt 25 năm mới có một lần. Hắc Long Giang, Tống Giang đến Phúc Nguyên sẽ trải qua trận lụt lớn nhất trong lịch sử sau năm 1984. Hiện tại, dòng chính của Hắc Long Giang, trạm Huma và đoạn sông bên dưới cao hơn ngày hôm qua từ 0,08 đến 0,27 m và mực nước vượt cảnh báo là 0,51 đến 2,09 m. Hôm nay, lưu lượng của hồ chứa sông kết giới là 3.500 m khối mỗi giây và mực nước ở trạm Giao Sa Gian Ca ở hạ lưu cao hơn 0,09 m so với ngày hôm qua, với lưu lượng 12.800 m khối mỗi giây. Phía Nga dự đoán rằng mực nước của Siao Ha Gian Ca sẽ đạt 7,8 m vào ngày thứ Tư và sẽ tăng thêm 0,13 m. Theo phân tích lưu lượng nước ở thượng nguồn sông Hắc Long Giang và sông Dê Cha, ước tính rằng mực nước tại trạm He sẽ đạt 97,4 m, cao hơn 1,4 m so với mực nước cảnh báo. Dự kiến, cường độ lũ lụt từ Khe đến Tống Giang sẽ đạt tới một lần trong 30 năm và lũ lụt từ Tống Giang đến Phúc Nguyên sẽ vượt qua trận lụt lớn nhất trong lịch sử năm 1984. Kính thưa quý vị, kể từ đầu tuần phía Nam đã xảy ra quá trình mưa lớn diện rộng, mưa to đến rất to ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Quý Châu và các nơi khác, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió rất mạnh, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và các tỉnh khác đã hứng chịu khiến 35 người chết và 13 người mất tích. Tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, tình hình thiên tai theo tỉnh như sau. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Phúc Kiến, 299.000 người bị ảnh hưởng tại 15 quận, huyện của 4 thành phố Tam Minh, Long Nham và Tuyền Châu. 43.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, 20.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 2.800 ngôi nhà bị sập và 47.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 34.100 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 108.000 hecta bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,06 tỷ nhân dân tệ. Tính đến 9 giờ sáng thứ Năm vừa qua, Ban Nội chính tỉnh đã phân phát 3.000 chăn mền, 800 giường gấp, 4.000 quần áo mùa hè, 200 hộp nến, 700 đèn khẩn cấp và các vật liệu khác. Tam Minh, thành phố Long An và các cấp huyện đã phân phát, đã ban hành các quỹ và tài liệu cứu trợ thiên tai với tổng trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, hơn 5.000 bộ quần áo, 2.000 khăn và mền đắp, 100 lều cứu trợ thiên tai, 100 hộp nến, 100 đèn pin, 400 hộp nước khoáng, 200 hộp bánh mì và các vật liệu khác đã được phân phát. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây và Cục Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp tỉnh cấp 3. Cục Dân Chính tỉnh và Sở Tài chính đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ trợ cấp thiên tai vào ngày hôm qua. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 979.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 35 quận, huyện thuộc 7 thành phố gồm Chu Châu, Thiệu Dương và Sâm Châu, 12 người chết do sạt lở đất và dòng chảy bùn đá, 45.000 người phải di rời khẩn cấp, 19.000 người cần cấp cứu, hỗ trợ tính mạng khẩn cấp, hơn 1.000 nhà bị sập, hơn 4.700 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 78,3 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 12.000 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,23 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân Chính Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, 396.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 32 huyện thuộc 6 thành phố gồm Bách Sát, Khả Trì, gần 900 ngôi nhà bị sập, hơn 3.400 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 26,7 nghìn hecta, trong đó 2,2 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 720 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Quý Châu, 266.000 người ở 34 quận, huyện trong 9 thành phố, quận tự trị bao gồm Lục Bàn Thủy, An Thuận và Thiên Tân Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 11 người chết, 8 người bị thương và mất tích, gần 4.700 người phải di rời khẩn cấp,
hơn 1.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về tính mạng, hơn 300 ngôi nhà bị sập và 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 10.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 11.000 hecta bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế là 480 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, vào lúc 11 giờ 29 phút ngày thứ Năm, một trận lở đất do mưa liên tục đã gây ra vụ sập nhà ở quận Vân Nham, thành phố Quý Dương. Đến nay đã tìm thấy thi thể của 9 nạn nhân, còn 7 người vẫn đang mất tích. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Trước tình hình đổ bộ của đợt lũ số 3 trên sông Trường Giang từ ngày Chủ nhật, thì người dân Trung Quốc dọc theo con sông đang phải cấp tập gia cố đê bao trước khi đập Tam Hiệp xả thêm nước, khiến các thị trấn bị ngập lần nữa bởi trận lụt lớn này. Lũ trên sông Trường Giang một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Từ tối thứ Hai, nước mưa bắt đầu đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp. Ở vùng trung lưu sông Trường Giang với tốc độ hơn 60.000 mét khối mỗi giây. Theo tờ Asia Times, lượng nước tương đương với tốc độ dòng chảy cao nhất 10 ngày trước đã bổ sung hơn 10 tỷ mét khối nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ. Sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh cuối tuần trước cảnh báo về một trận đại hồng thủy mới, tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, nhà điều hành đập một lần nữa đặt mình vào tư thế thời chiến. Tập đoàn đã mở cổng xả lũ và đập tràn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm hạ bớt mực nước trong hồ chứa 39,3 tỷ mét khối để nó có thể tiếp tục trữ lũ mới từ ngày thứ Hai. Vào sáng ngày thứ Ba, tập đoàn cho biết khối lượng dòng nước được ghi nhận tại các hồ chứa ở thượng nguồn dao động trong khoảng 50.000 đến 60.000 mét khối mỗi giây. Kế hoạch là giữ nước lũ càng nhiều càng tốt, để có thêm thời gian cho các thành phố ở hạ lưu tăng cường phòng thủ. Nước sẽ được điều chỉnh vào sông Trường Giang chỉ với tốc độ 38.000 mét khối mỗi giây để có thêm thời gian. Tân Hoa Xã hôm thứ Hai dẫn lời nhà điều hành nói rằng hồ chứa của đập đã có ít nhất 14 tỷ mét khối dung tích bổ sung để làm chậm lũ lụt. Mặc dù dòng chảy nước lũ hiện đã tăng thêm 12.000 mét khối mỗi giây, nhưng phải cần 13 ngày để hồ chứa Tam Hiệp đầy đến ngọn. Khả năng điều tiết lũ trên lý thuyết của toàn bộ dự án Tam Hiệp là 22,15 tỷ mét khối. Trong một nỗ lực để bác bỏ suy đoán về sự cố vỡ đập Tam Hiệp có thể xảy ra, Tân Hóa Xã vào tuần trước thừa nhận rằng đợt Tam Hiệp bị biến dạng nhẹ ở một số phần ngoại vi của công trình. Nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng lũ lụt năm nay là nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lưu lượng cao nhất 61.000 mét khối mỗi giây được ghi nhận vào hôm Chủ nhật tuần trước, cho đến thời điểm hiện tại là kỷ lục của năm nay, nhưng nhỏ hơn với mức 72.200 của năm 2012 khi đập Tam Hiệp trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2002. Tân Hoa Xã cho biết kết cấu của đập Tam Hiệp gần như không thể xâm nhập được và tất cả các chỉ số về tình trạng kết cấu đều nằm trong các thông số thiết kế. Tập đoàn Tam Hiệp cũng nhấn mạnh trên tài khoản WeChat của mình rằng đập Tam Hiệp được làm bằng 1 triệu mét khối bê tông cốt thép và là đập trọng lực nên nó sẽ chịu được một quả bom hạt nhân cũng như lũ lụt tồi tệ của một trận đại hồng thủy. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hôm vừa qua đã nói trong một cuộc họp khẩn cấp với tập đoàn Tam Hiệp rằng cần có hành động cẩn trọng và chắc chắn để điều tiết và giảm thiểu nước dọc theo toàn bộ sông Trường Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo mưa xối xả tiếp tục đổ vào tỉnh miền Trung, Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp cũng như các tỉnh thượng nguồn Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và các tỉnh hạ lưu như Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Các tỉnh này sẽ có lượng mưa 180mm một ngày trong suốt tuần, với một số khu vực có lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ. Các đợt mưa lớn liên miên trong thời gian qua tại Trung Quốc đã gây ra nhiều ảnh hưởng trên diện rộng và thiệt hại nặng nề ở đất nước này. Theo thống kê mới nhất vừa được Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố cho thấy, các trận lũ lụt kể từ khi nước này bước vào mùa lũ chính đến nay đã ảnh hưởng cho gần 55 triệu lượt người của 27 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc, là 158 người thiệt mạng và mất tích. Thiệt hại kinh tế lên đến hơn 144 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 20 tỷ đô la so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm gần đây.
số người bị ảnh hưởng bởi lũ ở nước này đã tăng 23,4%, thiệt hại kinh tế cũng tăng 13,8%, nhưng số người chết và mất tích giảm tới 53,9%. Hiện nay, mực nước dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang, đoạn dưới khu vực Thạch Thủ và hai hồ liên tục vượt mức báo động, có nơi vượt mức nước an toàn. Các đoạn sông phía dưới đập Vương Gia trên sông Hoài vẫn đang vượt mức báo động trên toàn tuyến. Trong một cuộc họp với công tác phòng chống lũ trên sông Trường Giang, sông Hoài và các khu vực trọng điểm ở miền Bắc nước này vừa tổ chức, ông Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu phải theo dõi sát sao xu thế phát triển của mưa lũ, tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo lũ và rà soát, khắc phục những rủi ro tiềm ẩn. Qua bàn bạc, hội nghị quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng phòng lũ cấp 2 trên sông Trường Giang và sông Hoài. Đây là ngày thứ 17 liên tiếp Trung Quốc duy trì mức hưởng ứng cao này. Dự báo sau khi giải mưa dịch chuyển lên miền Bắc nước này, từ ngày thứ Tư, khu vực nằm ở phía nam sông Hoàng Hà và phía bắc sông Hoài, vùng Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Tình hình lũ lụt tại lưu vực sông Hoàng Hà, Hải Hà và vùng Đông Bắc nước này sẽ tương đối nghiêm trọng. Mùa lũ năm nay được cho là đã gây thiệt hại lớn cho khu vực thuộc lưu vực sông Trường Giang. Hôm Chủ nhật, trận lũ lớn thứ 3 tính từ đầu mùa đã về đến đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Trường Giang, đoạn qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vừa thông tin rằng diễn biến mưa lũ trên sông Dương Tử đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc, mang theo dông bão, gió lớn và mưa lũ xối xả tới những vùng rộng lớn ở miền Bắc của nước này. Cụ thể, theo tờ China Daily dẫn thông tin dự báo thời tiết của Trung Quốc, dự báo mưa lũ sẽ di chuyển về miền Bắc từ ngày thứ Tư. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, khi mưa lớn giảm rõ rệt vào hôm thứ Ba ở vùng Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang, nhiệt độ ở các khu vực này sẽ tăng đột biến vào hôm thứ Tư. Bắt đầu ở một giai đoạn oi bức ở phía Bắc, hầu hết các khu vực sẽ có mưa và dông. Trong đó thì mưa to được dự báo ở các khu vực của khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc. Lượng mưa lớn hơn cũng có khả năng sẽ tấn công ở phía Tây Bắc và phía Bắc Trung Quốc vào đầu tuần tới. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hôm thứ Ba, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao do sóng nhiệt đã bao phủ hầu hết các vùng của đất nước. Hầu hết các khu vực của Trung Quốc bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam và các khu vực phía nam sông Trường Giang, miền nam Trung Quốc bao gồm Hải Nam, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương, dự kiến nhiệt độ tăng lên trên 35 độ C. Ở một số khu vực này, nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C. Một phần của các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Hải Nam được dự báo sẽ có nhiệt độ lên đến gần 40 độ C trong tuần này. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất mạnh hôm nay đã làm xáo trộn cuộc sống của hàng chục nghìn người dân ở khu vực Tây Nam của Trung Quốc. Lúc 16 giờ 30 phút theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 đến 12 km. Nhà người dân sụp đổ dưới sức mạnh của trận động đất, đội cứu hộ nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Người dân địa phương cố gắng tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Rất nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ. Một người dân sống tại huyện Lỗ Điện cho biết, khi trận động đất xảy ra, tôi cảm thấy choáng váng, một số đồ trong nhà rơi ra khỏi kệ. Những tòa nhà bị nứt vỡ sau cơn địa chấn, phương tiện giao thông bị hư hại. Một người phụ nữ chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra tại địa phương. Một ngôi nhà tại huyện Kyongja, gần huyện Lỗ Điện sụp đổ trong trận động đất. Hàng chục nghìn tòa nhà bị sập hoặc hư hại nặng trong trận động đất tại Tây Nam Trung Quốc, phần lớn là những ngôi nhà cũ. Đội cứu hộ tại huyện Kyongja giải cứu một nạn nhân bị gạch đá đè lấp trong một trận động đất. Một binh sĩ cõng một cụ già rời khỏi hiện trường động đất. Quân khu Thành Đô đã phái 2.500 binh sĩ gồm lực lượng chính quy và dự bị đến tham gia công tác giải cứu khẩn cấp tại hiện trường động đất ở tỉnh Vân Nam. Binh sĩ này bế một em bé đến nơi di tản sau trận động đất. Chính quyền cho biết vẫn còn hơn 180 người mất tích, có thể đang bị vùi dưới các lớp gạch đá. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu giới chức
coi cứu mạng người là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực cứu hộ sau trận động đất khiến hàng trăm người chết hôm vừa qua. Ngay sau khi động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị về cứu hộ và khắc phục hậu quả sau động đất. Trong chỉ thị, ông yêu cầu giới chức ưu tiên hoạt động cứu mạng người, giảm thiểu thương vong và thu xếp chỗ trú ẩn phù hợp cho nạn nhân, Tân Hoa Xã đưa tin. Ông Tập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dồn toàn lực cho nỗ lực cứu trợ người sống sót sau động đất, theo dõi dư chấn để chặn những thảm họa phát sinh. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị về cứu trợ và cứu nạn sau động đất. Ông ra lệnh cho chính quyền địa phương áp dụng mọi biện pháp để cứu người bị thương và người đang nằm dưới các đống đổ nát. Cơn địa chấn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Bắc Kinh. Tâm chấn nằm ở thị trấn Long Tong San, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam. Reuters đưa tin ít nhất 367 người thiệt mạng và 1.881 người bị thương bởi thảm họa. Theo thống kê mới nhất của chính quyền, động đất làm 12.000 ngôi nhà đổ, 30.000 ngôi nhà hư hại. Địa chấn cũng phá hỏng hệ thống đường giao thông, điện lưới và viễn thông ở quận Lỗ Điện. Nhiều cây cầu nứt gãy buộc lực lượng cứu hộ phải đi bộ tới khu vực động đất tàn phá. Nó cũng khiến đất đá đổ xuống một con sông gần làng Yongxian, đe dọa tính mạng của hơn 800 dân. Vỡ đập do mưa lớn sau bão ở Đông Bắc Trung Quốc. Trung Quốc ước tính lũ lụt gây thiệt hại kinh tế trên 29 tỷ đô la, phát hiện sửng sốt ở đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, bão số 5 trong năm đổ bộ vào vùng biển Hoa Đông đã suy yếu, nhưng vẫn còn đó những cơn mưa lớn và xối xả đổ xuống vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tờ China Daily dẫn thông báo từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão số 5 sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển về phía Tây Bắc và ít gây ảnh hưởng hơn so với khu vực Đông Bắc. Tuy nhiên, các khu vực sẽ vẫn chứng kiến lượng mưa lớn xối xả cho đến hết thứ năm. Trung tâm này cũng cảnh báo chính quyền địa phương cần tăng cường công tác chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại vì hai cơn bão đã đổ bộ vào khu vực vài ngày trước đó. Thành phố Hồn Xuân thuộc Châu Tự Trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt và bão lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của đất nước và cho di dời 1.499 cư dân. Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hắc Long Giang đã ban hành hướng dẫn bao gồm nhiều biện pháp cụ thể khác nhau để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp. Theo hướng dẫn, cần tổ chức các chuyên gia nông nghiệp để đánh giá một cách khoa học tác động của thiên tai và thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất tùy theo điều kiện của địa phương. Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Cát Lâm cho biết, tỉnh cũng đang đối mặt với nguy cơ lụt lội và lũ quét ở vùng núi do đất đã bị úng nước sau mưa lớn. Một loạt ba cơn bão đã đổ bộ vào Đông Bắc Trung Quốc chỉ trong 2 tuần. Các chuyên gia khí tượng giải thích, chủ yếu là do áp cao cận nhiệt đới khiến ba cơn bão di chuyển theo hướng Bắc. Trương Vĩnh Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Cát Lâm cho biết, mưa lớn và gió mạnh do bão số 5 mang đến đã tấn công Cát Lâm vào khoảng thứ 5, cuốn trôi mùa màng và gây ngập lụt các cánh đồng. Khoảng 577.000 ha ruộng bị ảnh hưởng, 90% trong số đó là ruộng trồng ngô. Thưa quý vị, mặc cho nhiều biện pháp gia cố, phòng tránh, nhưng là do mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã chứng kiến con đập đầu tiên bị vỡ. Thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết, sau nhiều ngày mưa như chút nước, những đợt mưa lũ bùng phát trên sông Mậu Đơn đã làm vỡ một con đập ở huyện Y Lan. Ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc vào sáng sớm ngày thứ Sáu, chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán trước nguy cơ lũ lụt. Cư dân ở hai ngôi làng gần đó đã được di dời đến nơi an toàn. Không có thương vong nào được báo cáo. Được biết, vết thủng trên đập dài khoảng 80 mét. Sông Mậu Đơn là sông nhánh lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông này có tổng chiều dài 726 km, chảy qua hai tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang của Trung Quốc. Tại huyện Y Lan của Hắc Long Giang, sông này nhập vào sông Tùng Hoa. Thưa quý vị khán giả, cải thiện kiểm soát lũ lụt và chất lượng nước sẽ là hai nhiệm vụ trọng tâm đối với các tỉnh ở đồng bằng sông Dương Tử trong từ 3 đến 5 năm tới. Theo dự thảo kế hoạch vừa được các nhà lãnh đạo ngành thủy lợi Trung Quốc thảo luận, theo tờ China Daily, kế hoạch hành động liên quan đến phối hợp quản lý tài nguyên nước ở lưu vực Thái Hồ đã được trình bày trước lãnh đạo các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy cũng như thành phố Thượng Hải trong một hội nghị chuyên đề do Cơ quan Quản lý Lưu vực Thái Hồ thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc tổ chức. Dự thảo đề xuất 50 nhiệm vụ trọng tâm sẽ hoàn thành trong 3 đến 5 năm tới, bao gồm một số dự án kỹ thuật cấp nước nhằm giải quyết các điểm yếu trong kiểm soát lũ đã bộc lộ trong mùa mưa kéo dài đến 42 ngày của năm nay.
lượng mưa lớn đã khiến mực nước ở Thái Hồ đạt 4,79 m, cao thứ 3 kể từ năm 1954, dẫn đến lũ lụt lớn ở các nhánh của nó. Theo dự thảo, cơ quan quản lý lưu vực Thái Hồ sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập xung quanh hồ để tăng cường khả năng hấp thụ lũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nạo vét và mở rộng sông Tô Châu, sông Thái Phố và sông Vọng Mu để tăng khả năng chịu lũ. Ngoài một số dự án mở rộng đập và liên kết sông, dự thảo đề xuất nâng cao năng lực kiểm soát lũ của các sông độc lập trên lưu vực thông qua kỹ thuật thủy lợi toàn diện. Chính quyền cũng đang có kế hoạch tăng cường phối hợp giữa các tỉnh khác nhau trong việc giám sát chất lượng nước của các con sông chảy và ra khỏi Thái Hồ để đối phó với các vấn đề lớn như tảo xanh lam ngày càng nở rộ. Thưa quý vị, tại một cuộc họp báo vào tuần trước, một quan chức Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã phải trả một khoản chi phí nặng nề lên tới ít nhất là 29 tỷ đô la sau khi nước này đối mặt với trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Theo tin tức từ Thời báo Hoàn Cầu, lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 70 triệu công dân Trung Quốc trên 28 tỉnh thành. Ông Li Kugang, một quan chức của Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết. Ông cho biết tất cả khoảng 751 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo và lũ đã xảy ra trên một số con sông lớn bao gồm sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và Thái Hồ. Ông Li cho biết đây là lần đầu tiên ba lưu vực sông lớn trải qua một trận lũ lớn hơn mức trung bình trong khu vực kể từ năm 1998. Sông Trường Giang đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981 do những trận mưa không ngớt với những trận lũ lụt buộc chính quyền phải sơ tán hơn 100.000 cư dân trong khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Trung Quốc buộc phải mở đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới do nước lũ hoành hành. Con đập này trong mùa lũ lụt năm 2023 đã phải gánh đến 5 đợt lũ lớn. Đỉnh điểm là vào giữa mùa lũ năm nay, lực lượng dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp lên đến 75.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng xả 49.400 mét khối trên giây. Trong đợt lũ số 5 trên sông Dương Tử, mực nước trong hồ chứa của con đập đạt 167,65 mét, cách 10 mét so với giới hạn thiết kế 175 mét. Đây cũng là mực nước cao nhất đo được trong hồ chứa của đập Tam Hiệp kể từ khi xây dựng. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Diệp Kiến Xuân thừa nhận hậu quả lũ lụt năm nay là tồi tệ nhất kể từ năm 1998 ở một loạt các khu vực của Trung Quốc, ảnh hưởng đến ít nhất 70,4 triệu người từ 28 tỉnh và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 214,3 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 29 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, số người thiệt mạng và mất tích trong năm nay có xu hướng giảm. Ông Diệp cho biết có tổng cộng 271 người không qua khỏi hoặc mất tích do thiên tai, thấp hơn 49,8% so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm qua. Ông cũng lưu ý rằng gần 4,7 triệu người đã được di dời đến những nơi an toàn hơn trong mùa lũ, con số cao nhất trong những năm gần đây. Chính phủ Trung ương cũng đã phân bổ 2.575 tỷ nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ, 195.000 phần vật liệu cứu trợ và 134.000 nhân dân tệ vật liệu kiểm soát lũ lụt. Thưa quý vị, tại khu vực đập Tam Hiệp, thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, giới khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện một dấu tích hóa thạch quan trọng. Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khảo cổ học đã xác định được 4 loài sinh vật từ hóa thạch bằng đá từng sống dưới đáy đại dương cách đây 550 triệu năm. Từ quần thể sinh vật Sibata ở khu vực đập Tam Hiệp, các hóa thạch có hình dạng chiếc lá thực sự là động vật thời kỳ đầu. 4 loại cổ sinh hiện đã tuyệt chủng, có chiều dài cơ thể khoảng 10 cm. Những chiếc lá cổ sinh này có những mút tròn ở đáy bám vào đáy biển, trong khi thân và lá đứng thẳng trên biển. Chúng thường lắc lư theo làn nước dưới biển. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng chúng kiếm ăn bằng cách hấp thụ các hạt nhỏ chất hữu cơ từ nước biển khi chúng lắc lư. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các sinh vật kỷ Adiacara là sinh vật nhân chuẩn thân mềm vĩ mô, phát triển thịnh vượng vào cuối thế kỷ Ediacara. Chúng tạo thành quần thể sinh vật hóa thạch vĩ mô độc nhất và trước sự bùng nổ kỳ Cambrian. Đây cũng là một bước ngoặt trong sự tiến hóa của các sinh vật vĩ mô ban đầu. Bùng nổ kỳ Cambrian là sự xuất hiện một cách tương đối nhanh chóng. Hầu hết các giới động vật chính được ghi nhận lại từ các hóa thạch vào khoảng 542 triệu năm trước trong kỳ Cambrian. Sự kiện này đi cùng với các sự đa dạng chính của các sinh vật khác. Khoảng 550 triệu năm trước, những chiếc lá dưới đáy biển này là một nhóm sinh vật đặc biệt lớn và phổ biến, nhưng cho đến ngày nay, người ta biết rất ít về các đặc tính sinh học của chúng. Chúng có trước cái được gọi là sự bùng nổ kỳ Cambrian.
làm sáng tỏ bí ẩn về những chiếc lá cổ đại dưới đáy biển này, có thể cung cấp manh mối quan trọng về sự tiến hóa của sự sống sơ khai. Kính thưa quý vị và các bạn, truyền thông Trung Quốc đưa tin 8 đội cứu hộ và hơn 330 nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường cùng hơn 100 trang thiết bị cứu hộ. Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người có mất tích trong vụ sập mỏ khai thác than xảy ra ngày hôm qua ở thị trấn Minh A Lạp, Thiện A Sa, phía Bắc, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày hôm qua tại khu mỏ Lộ Thiên do công ty than Xinjiang quản lý. Một vùng diện tích rộng rãi đã bị sập, vùi lấp nhiều công nhân và phương tiện. Truyền thông Trung Quốc đưa tin 8 đội cứu hộ và hơn 330 nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường cùng hơn 100 trang thiết bị cứu hộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo nỗ lực tối đa để tìm kiếm những người mất tích, điều trị cho những người bị thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho mạng sống và tài sản của người dân, duy trì ổn định xã hội. Các vụ tai nạn hầm mỏ từng xảy ra tại Trung Quốc. Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2022, vụ sập mỏ vàng dưới lòng đất tại Tân Cương ở miền Tây Bắc nước này đã xảy ra khi có khoảng 40 công nhân đang làm việc. Năm 2021, 20 thợ mỏ đã được cứu sau khi một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây bị ngập nước trong khi 2 người khác thiệt mạng. Nước sông lên cao kỷ lục, 200 con sông vỡ đê, một nửa miền Nam ngập trong nước là những thiệt hại nặng nề do trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc đang gây ra. Hiện trạng này làm nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử ở quốc gia Đông Á này vào năm 1998, cướp đi hơn 3.000 sinh mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, làm ảnh hưởng nặng nề đến 220 triệu người. Thảm họa Đại Hồng Thủy năm 1998 có lặp lại. Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay căng thẳng, đặc biệt là dọc theo các con sông nhỏ và trung bình do lượng mưa lớn hơn, mùa mưa kéo dài cùng với các điều kiện thời tiết biến động. Các cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo về mưa lớn mỗi ngày đối với các khu vực nhất định của Trung Quốc. Dọc sông Dương Tử, một số trạm quan trắc đã ghi nhận mực nước lũ vượt quá kỷ lục năm 1998. Trận lụt kinh hoàng cướp đi sinh mạng hơn 3.000 người dân và gây ảnh hưởng nặng nề đến hơn 220 triệu người dân Trung Quốc. Nhận định về tình hình thời tiết ở Trung Quốc năm nay, các chuyên gia cho biết nguy cơ này là có, đặc biệt là ở các sông cỡ trung bình và nhỏ, có hệ thống đê không được bảo trì trong nhiều năm. Mưa ở Trung Quốc kể từ tháng trước đã vượt xa mức trung bình trong cùng kỳ. Theo dữ liệu khí tượng, từ đầu tháng trước đến ngày hôm nay, lượng mưa trung bình dọc theo lưu vực sông Dương Tử đã tới 349mm, mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Lượng mưa năm nay thậm chí còn vượt mức cùng kỳ năm 1998 tới 15mm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa ngày ở nhiều khu vực Trung Quốc ở ngưỡng chưa từng thấy trong năm nay. Có 31 trạm quan trắc khí tượng quốc gia ở 7 vùng, chủ yếu là ở trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử, đã ghi nhận lượng mưa ngày cao kỷ lục trong tháng này. Trạm khí tượng ở 13 huyện, trong đó có 10 trạm thuộc tỉnh Giang Tây, ghi nhận lượng mưa cao nhất trong mọi thời đại, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Ngoài ra, thời kỳ mưa mận Blue Rain kéo dài trong năm nay ở Trung Quốc cũng mang tới lượng mưa nhiều hơn. Mưa mận được đặt tên theo mùa mận chín ở Trung Quốc, thường xảy ra từ tháng trước tới tháng này là giai đoạn mưa hoặc mây liên tục ở hạ lưu và trung lưu sông Dương Tử. Thời kỳ mưa mận ở Trung Quốc năm nay bắt đầu sớm hơn từ ngày Chủ nhật tuần trước so với thông thường ở vùng phía Nam và dọc sông Dương Tử. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, thời kỳ này đã đến sớm hơn và dự kiến sẽ kéo dài muộn hơn. Wang Yongwang, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc nhận định. Theo ông, thay vì kết thúc như thường lệ trong giai đoạn cuối 10 ngày đầu tháng này, thời kỳ này có thể kéo dài tới giữa tháng, gây sức ép lớn cho nỗ lực kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử. Chuyên gia Trung Quốc khẳng định sẽ không có đại hồng thủy. Giữa những lo ngại về tình hình ngập lụt nghiêm trọng đang diễn ra ở phía Nam Trung Quốc, một chuyên gia từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc nhấn mạnh trận lụt năm nay sẽ không thể gây ra những thiệt hại nặng nề như đợt lụt lịch sử năm 1998. Theo vị quan chức Trung Quốc, về thời điểm hiện tại, đây mới chỉ là đợt lũ trong khu vực và năng lực kiểm soát lũ trên sông Trường Giang đã được cải thiện nhiều hơn sau 20 năm. Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, bà Lina, người đứng đầu Ban đánh giá và kiểm soát lũ lụt thuộc Viện Nghiên cứu Thủy lợi và các nguồn tài nguyên nước tại Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc nhấn mạnh, những thiệt hại mà trận lụt năm nay gây ra sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì từng xảy ra năm 1998.
Cũng theo bà Ly, dù mực nước tiếp tục vượt trên các mức cảnh báo, nhưng lũ lụt hiện chủ yếu tập trung tại các khu vực nhất định. Bà Ly nhấn mạnh thêm, năng lực điều tiết lũ trên sông Trường Giang đã được cải thiện nhiều so với cách đây hơn 20 năm là nhờ đập Tam Hiệp. Đây là công trình thủy điện có quy mô lớn nhất thế giới và được hoàn thành xây dựng trong năm 2009 với khả năng lưu trữ nước lên tới 22 tỷ mét khối. Ngoài ra, theo bà Ly, sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như giám sát, dự báo và điều phối, kiểm soát lũ cũng sẽ giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ thiên tai. Đáng nói, bà Ly cho rằng, ngay cả khi trận lụt lịch sử năm 1998 lặp lại, hệ thống ngăn chặn dòng lũ trên sông Trường Giang vẫn đủ sức tiết chế, nhưng không thể tránh khỏi việc những khu vực rộng lớn và các nhánh sông sẽ bị ảnh hưởng. Bà Ly cảnh báo thách thức thực sự mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt là trường hợp nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao trên thượng nguồn và ở giữa sông Trường Giang. Theo bà Ly, việc dự đoán liệu nước lũ có hạ xuống trong tương lai gần hay không là chuyện vô cùng khó. Tình hình phụ thuộc lớn vào vị trí và lượng mưa đổ xuống khu vực. Mưa đang di chuyển sang phía Bắc và sẽ gây ảnh hưởng tới mực nước trên sông Hoàng Hà và các con sông ở phía Bắc Trung Quốc. Bà Ly nhấn mạnh, khác với phía Nam, các con sông ở miền Bắc chưa từng trải qua những đợt lũ lớn trong quá khứ, do đó khu vực này rất dễ chịu tác động từ thiên tai. Vì vậy, nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống lũ hiện nay là sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và giám sát chặt chẽ tình hình ở những con sông lớn đang trong tình trạng không thể chống cự được. Để đưa ra quyết định sớm và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khoảng 24.000 binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang và quân đội Trung Quốc được điều động tham gia công tác chống lũ ở tỉnh Giang Tây, nơi 6 triệu người dân đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng từ thiên tai. Theo đó, quân đội Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để sửa chữa và gia cố các con đập nhằm ứng phó với tình trạng lũ lụt trở nên trầm trọng hơn khi mà dự báo thời tiết cảnh báo mưa lớn sẽ tái diễn. Tại thị trấn Hồ Bà Dương, khu vực nằm ngay cạnh hồ chứa nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc có cùng tên, binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang đang sửa chữa các điểm yếu, gia cố và đắp cao thêm phía trên con đập để chuẩn bị trước tình huống nước lũ dâng cao đe dọa cuộc sống của 400.000 cư dân địa phương. Khi biết tin lũ lụt diễn biến nghiêm trọng, anh Su Lê Phan, 24 tuổi, một binh sĩ thuộc biên chế của lực lượng không quân Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, cũng đã nhanh chóng mua vé lên chuyến tàu cao tốc để tới thị trấn Hồ Bà Dương làm nhiệm vụ khẩn cấp là xây dựng một bức tường bằng bùn phía trên con đập cũ giữa lúc nước lũ không ngừng dâng lên. Là một quân nhân, nhiệm vụ của tôi là đối phó với thiên tai và hỗ trợ người dân, anh Su chia sẻ. Ngay cả các cựu quân nhân Trung Quốc cũng tình nguyện tới những khu vực lũ lụt để tham gia công tác phòng chống và sơ tán người dân tới nơi an toàn. Miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt mưa kéo dài bất thường khi 433 con sông ghi nhận mực nước vượt trên mức cảnh báo. Theo một chuyên gia giấu tên, nếu mưa tiếp tục di chuyển sang phía Bắc, lưu vực sông Trường Giang sẽ được an toàn và đập Tam Hiệp sẽ điều tiết lượng nước mưa trên khu vực thượng nguồn. Song vị chuyên gia này cũng cảnh báo mùa mưa còn kéo dài thêm ít nhất là một tháng nữa, kèm theo yếu tố thời tiết bất thường, công tác kiểm soát lũ sẽ vô cùng khó khăn. Đại Hồng Thủy năm 1998, cơn ác mộng của nhiều người dân Trung Quốc. Nhớ về trận lũ lụt năm 1998, nhiều người vẫn không khỏi ám ảnh khi trận lũ đã tàn phá 24 tỉnh ở Trung Quốc. Theo số liệu từ chính phủ Trung Quốc cho biết, khoảng 223 triệu người dân chịu ảnh hưởng trong đợt thiên tai kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1998. Trong đó, hơn 4.100 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nhà cửa, 15 triệu nông dân bị mất mùa do lũ quét. Ngoài ra, tình trạng mưa lớn kéo dài năm đó đã khiến nhiều công trình như bệnh viện, trường học, trạm cung cấp nước, hệ thống cầu đường, các xí nghiệp công nghiệp bị hư hỏng nặng nề. Tới tháng 8 năm 1998, ước tính tổng thiệt hại kinh tế đã lên tới 20 tỷ đô la. Trận lụt lịch sử năm 1998 từng tàn phá toàn bộ thị trấn Giang Châu nằm trên hòn đảo giữa sông Trường Giang của Trung Quốc. Hơn 20 năm trôi qua, người dân địa phương lại đang lo sợ nguy cơ thảm họa thiên nhiên lặp lại trong bối cảnh nước lũ không ngừng dâng cao sau khi tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở phía đông và phía nam Trung Quốc. Mực nước trên sông Trường Giang đã vượt trên chiều cao của các con đê thông thường, thậm chí nước còn dâng trên cả loạt bao cát đầu tiên mà chúng tôi dựng để hộ đê. Ngay khi chúng tôi đắp loạt bao cát thứ hai, tình trạng này vẫn lặp lại. Giờ chúng tôi đang đắp loạt bao cát thứ ba,
Chúng tôi thực sự lo ngại trước tình hình hiện nay. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP dẫn lời ông Si Yu Won, một nhân viên tuần tra và canh gác đê. Vào năm 1998, con đê đã bị vỡ, chỉ một thời gian ngắn sau khi dòng nước lũ đổ vào toàn bộ hòn đảo ngập chìm trong nước, ông Si nhớ lại. Thị trấn Giang Châu nằm trên hòn đảo giữa sông Trường Giang. Tình trạng nước lũ liên tục nâng cao thêm khiến người dân địa phương vô cùng lo sợ. Nhiều người dân trên đảo có những khu vực canh tác quy mô lớn, một vài trang trại còn rộng tới hàng trăm mẫu và thậm chí hơn 1.000 mẫu nếu như nước lũ dâng lên cao quá. Toàn bộ mùa màng sẽ bị chìm trong nước và người dân sẽ bị thất thu, thiệt hại kinh tế là vô cùng lớn, ông Si nói thêm. Để khắc phục tình hình, chính phủ Trung Quốc đã cho huy động các binh sĩ quân đội tới hỗ trợ người dân trên đảo điều tiết dòng nước lũ. Cụ thể, các quân nhân đang đắp thêm bao cát và xây thêm các con đê phòng hộ. Nhiều cư dân sinh sống lâu năm ở thị trấn Giang Châu quyết định ở lại và tham gia công tác hỗ trợ ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân sinh. Cứ 30 phút chúng tôi lại tuần tra đê một lần để xem có chỗ nào bị nứt hay không. Đảo Giang Châu đang đối mặt với nguy cơ bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng. Đây là quê hương của tôi, do đó tôi quyết định ở lại đây vài ngày để đóng góp một phần nhỏ công sức, một cư dân trên đảo chia sẻ. Các quan chức địa phương đã yêu cầu toàn bộ người dân dưới 18 tuổi và trên 65 tuổi rời khỏi hòn đảo để đảm bảo an toàn tính mạng. Bố tôi đã lớn tuổi và không hề an toàn khi ở lại đảo, trong khi nước lũ vẫn tiếp tục đổ về, do đó tôi quyết định đưa gia đình mình tới lánh nạn ở thành phố Cửu Giang, một người dân địa phương cho biết. Toàn bộ nhà cửa trong ngôi làng mà tôi sinh sống trên đảo đã bị phá hủy trong trận lụt lịch sử năm 1998. Chúng tôi lo sợ trận lụt năm nay sẽ nghiêm trọng như sự việc lịch sử. Đây chính là lý do mà nhiều người chọn phương án mua nhà ở thành phố Cửu Giang kế bên. Một người dân cho biết về quyết định rời đảo của mình. Chúng tôi đã tiến hành xây thêm đập bằng cách trồng những bao cát từ 5 ngày qua. Chúng tôi sẽ đắp các bao cát cao thêm nếu như nước lũ tiếp tục dâng. Nước lũ năm nay tràn vào rất nhanh, mọi chuyện sẽ được cải thiện nếu như nước nhanh chóng rút xuống. Nhưng nếu nước lũ vẫn rình rập một thời gian dài, mọi chuyện sẽ nguy hiểm vì lúc này các con đê không còn vững chắc nữa, một kỹ thuật viên hộ đê cho biết. Vâng, trận lụt lịch sử năm 1998 đến nay vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân Trung Quốc. Mặc dù có những quan chức Trung Quốc lên tiếng trấn an, tâm lý lo ngại vẫn xuất hiện trong suy nghĩ của không ít người dân tại quốc gia này. Tình hình lũ lụt tại Trung Quốc hiện đang là một thách thức rất lớn cho nước này, bất chấp các tuyên bố cứng rắn, chấp cả bom nguyên tử. Đập Tam Hiệp vẫn là một nỗi hoài nghi lơ lửng trên quốc gia Đông Á này. Có thể nói, tại thời điểm này thì Trung Quốc, phương Tây và rộng hơn là cả thế giới đang nín thở theo dõi từng diễn biến, dù là nhỏ nhất của con đập lớn nhất hành tinh này. Trung Quốc, thách thức chồng thách thức. Chính trị gia huyền thoại Tip O'Neill, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ từng nói, tất cả vấn đề chính trị đều có liên quan đến tình hình trong nước. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang có rất nhiều điều trong nước phải lo lắng. Nghèo đói vẫn là vấn đề lớn ở Trung Quốc, các vấn đề môi trường đã trở nên tồi tệ hơn. Tác động kinh tế và xã hội từ cuộc khủng hoảng COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc. Và giờ đây Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới. Lũ lụt dọc sông Dương Tử đang thử thách sức chịu đựng và thiết kế của đập Tam Hiệp. Hoàn thành vào năm 2006, con đập này là một trong những siêu dự án lớn nhất thế giới. Con đập nằm cách Vũ Hán, đô thị có dân số gần 20 triệu người và là nơi đầu tiên phát hiện ca virus corona năm 2019 khoảng 300 km về phía Tây. Nguy cơ thảm họa từ lũ lụt đã dẫn đến việc sơ tán khoảng 40 triệu người Trung Quốc. Đập Tam Hiệp gã khổng lồ lặng im giữa dòng tranh luận. Các vấn đề an toàn liên quan đến đập Tam Hiệp là một phần trong các cuộc tranh luận từ lâu về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đập ở các nước đang phát triển. Các dự án đập lớn hầu như luôn gây tranh cãi. Một mặt, một số nhóm, đặc biệt là ở các nước giàu và cả ở các nước đang phát triển, cho rằng hậu quả môi trường và xã hội của các dự án đập lớn như đập Tam Hiệp vượt xa lợi ích nó mang lại. Mặt khác, các tổ chức ủng hộ việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước thu nhập thấp chỉ ra những lợi ích mà đập mang lại cho nông dân và cho quốc gia qua việc mở rộng tưới tiêu và tăng nguồn cung cấp điện. Ủy ban đập thế giới được thành lập năm 1997 như một nỗ lực để giải quyết cuộc tranh luận này. Năm 2000, Ủy ban kết luận rằng trên khắp thế giới những con đập lớn đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của con người. Tuy nhiên, kết luận cũng nêu rõ trong nhiều trường hợp con người phải trả cái giá không thể chấp nhận.
và thường không cần thiết để có được những lợi ích đó. Những vấn đề khó khăn này đã được tranh luận ở Trung Quốc khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Nhiều nhóm địa phương phản đối việc xây dựng đập. Việc xây dựng đã bắt đầu vào cuối năm 1994 và được hoàn thành 12 năm sau đó. Hàng triệu người đã phải di tản khi một khu vực rộng khoảng 600 km bị nhấn chìm. Ngày nay, sau nhiều lần nâng cấp, con đập đã có 32 tua bin chính với công suất phát điện hơn 22.000 MW, gấp hơn 5 lần so với công suất phát điện của đề án Snowy Mountain ở miền Nam New South Wales, Australia. Gia tăng cung cấp năng lượng từ thủy điện chắc chắn là một điều cần thiết ở Trung Quốc. Năm 2014, mỗi người Trung Quốc chỉ tiêu thụ hơn 3.900 kWh mỗi năm, thấp hơn nhiều so với con số gần 13.000 kWh ở Mỹ. Trung Quốc vẫn đi sau hầu hết các nước phương Tây trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như điện trên toàn quốc. Mực nước ở Tam Hiệp vượt thiết kế 17 mét. Những cơn mưa xối xả kéo dài gây ra lũ lụt lớn ở miền Trung Trung Quốc trong những tuần gần đây. Ký ức về cơn ác mộng năm 1998 khi lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế trên diện rộng quay trở lại. Hàng nghìn lính quân đội Trung Quốc đã được điều đến lưu vực sông Trường Giang để thực hiện các hoạt động khẩn cấp như xây dựng đê, đắp kè và đào kênh để xả nước. Việc xả lũ khẩn cấp chắc chắn đã làm lũ lụt trầm trọng hơn ở các khu vực hạ lưu của con đập. Đáng ngại hơn, tính đến chiều thứ ba, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 162 m, con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145 m. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài bắt đầu từ tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đập giữ lại nhiều nước hơn để hạn chế lũ lụt tại hạ nguồn. Dự án bắt đầu xả lũ từ cuối tháng trước để kiểm soát lượng nước trong hồ chứa. Thời gian đầu, đập Tam Hiệp cho thoát khoảng 30.000 mét khối nước trên giây. Đến ngày thứ 7 vừa qua, con số này lên đến 61.000 mét khối, theo Tân Hoa xã. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết, đợt cao điểm giữ lại khoảng 45% lượng nước đi qua dự án. Hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người trong tháng này và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,2 tỷ đô la. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh, mọi con đập trên dòng sông Trường Giang đều đang được giám sát an toàn thông qua mạng lưới khoảng 30.000 trạm kiểm tra và trạm bơm điều tiết. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại rủi ro vỡ đập tại một số nơi nếu mưa lớn kéo dài. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ năm tới. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác. Một số công ty có nhà máy tại Vũ Hán, một trong những trung tâm công nghiệp Trung Quốc bắt đầu lo ngại về tình hình lũ lụt hiện nay. Đơn cử như Honda Motor, công ty Nhật Bản có đến 3 nhà máy tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Các cơ sở này xuất xưởng gần 1/2 trong tổng số 1,37 triệu phương tiện mà Honda Motor sản xuất tại Trung Quốc năm 2019. Viễn cảnh lũ lụt nghiêm trọng có thể gây nên thiệt hại nặng cho công ty. Theo các số liệu được công bố, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đã khôi phục hoạt động trở lại với cấp độ trước đại dịch. Thế nhưng, nước sông Trường Giang có thể cuốn trôi đi tất cả. Lũ lụt trên sông Trường Giang không phải là điều mới lạ ở Trung Quốc. Năm 1931, một trận lũ lụt lớn khiến hơn 3 triệu người chết. Đó là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra là thách thức lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp. Kể từ khi con đập được xây dựng, mưa đặc biệt lớn thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ nhất trong hàng chục năm, khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo sau đại dịch Covid-19. Trận lũ mới nhất xảy ra đã khiến khu vực phía đông tỉnh An Huy buộc phải mở hai con đê và phá hủy hai đoạn đê khác để giải phóng nước lũ, làm ngập 18.000 hectare đất nông nghiệp. Tỉnh An Huy hôm thứ Bảy đã phải nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất. Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Trùng Khánh, siêu đô thị với 30 triệu dân, dù thành phố này nằm ở phía thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Trong khi đó, ở phía hạ nguồn, các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đã phải đóng cửa hoạt động kinh doanh, giao thông đình trệ, cuộc sống của hàng triệu cư dân bị gián đoạn. Không có lý do gì để nghĩ rằng đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Thật vậy, con đập được thiết kế để đối phó với lũ lụt trên sông Trường Giang. Tuy nhiên, cũng có lý khi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc đang theo dõi tình hình một cách lo lắng và hy vọng rằng tình trạng khẩn cấp này sẽ sớm qua đi.
đập Tam Hiệp là dự án trọng điểm thể hiện khả năng của Trung Quốc và trong khi tính toán an toàn của đập Tam Hiệp đang bị thử thách, danh tiếng nhà xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao toàn cầu của Trung Quốc cũng bị đe dọa. Trung Quốc tiếp tục hứng thêm thiên tai. Các địa phương Trung Quốc xa xôi như tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam hay tỉnh Cam Túc ở phía Tây Bắc đều có nguy cơ thiên tai cao trong những ngày tới cùng một đợt mưa lớn mới. Theo Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiều vùng ở bờ biển phía đông bao gồm khu vực Vịnh Bột Hải, các tỉnh Sơn Đông và Giang Tô cũng phải đối mặt với gió lớn. Các thành phố Cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu thuộc tỉnh Sơn Đông là những nơi mới nhất ghi nhận kỷ lục mưa hàng ngày hôm thứ Tư, trong khi các tỉnh Giang Tây, An Huy, nơi sông Trường Giang chảy qua đã ban hành cảnh báo đỏ mới đầu ngày thứ Năm. Bộ Thủy lợi cho biết mực nước tại 93 con sông vẫn ở trên mức cảnh báo và hồ chứa Tam Hiệp. Hồ nhân tạo lớn nhất Trung Quốc sẽ cần phải được theo dõi chặt chẽ khi nước lũ dâng cao. Tình hình kiểm soát lũ hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và không thể buông lỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Cơ quan thời tiết nói các địa phương trên khắp Trung Quốc đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp do sạt lở đất, vỡ bờ sông và lũ lụt trên núi. Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng cách tiếp cận khoa học để kiểm soát lũ lụt và đã sử dụng các hệ thống cảnh báo sớm cũng như các đập và hồ chứa của họ để cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Hệ quả của biến đổi khí hậu. Một số quan chức Trung Quốc cho rằng mưa lớn bất thường thời gian qua là hệ quả của biến đổi khí hậu. Song Lian Chun, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết số ngày mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi thập kỷ trong 60 năm qua. Dù phần lớn các lo ngại xoay quanh đập Tam Hiệp, mối nguy hiểm ngay trước mắt cũng có thể đến từ 94.000 con đập nhỏ hơn nằm rải rác khắp các con sông ở Trung Quốc. Nhiều công trình đã được xây dựng từ thập niên 1960 hay thậm chí là 1950. Wang Changli, một quan chức từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết các con đập có chất lượng và công tác bảo trì yếu kém, vì vậy tiềm ẩn những nguy cơ to lớn. Chang Xiao Tao, chuyên gia tư vấn của chính phủ về ngăn ngừa thảm họa, từng viết trong một nghiên cứu hồi tháng 5 cảnh báo lũ lụt và có thể tồi tệ hơn trong năm nay bởi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn công tác bảo trì thường xuyên cũng như đào tạo nhân viên suốt mùa đông và mùa xuân. Các kế hoạch đại tu cũng bị đình trệ, nhiều con đập nhỏ ở Trung Quốc thiếu hụt nhân viên bảo dưỡng có tay nghề. Do lao động trẻ ở các vùng nông thôn sâu trong nội địa và đã chuyển tới các thành phố lớn, các quan chức Trung Quốc hiện lo ngại mưa lớn kèm lũ lụt có thể di chuyển về miền Bắc trong những ngày tới. Trong mùa lũ lụt nghiêm trọng gần đây nhất năm 1998, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở cả hai miền Nam và Bắc của Trung Quốc. Hôm thứ Hai, các quan chức giám sát sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai tại Trung Quốc trải qua các thành phố lớn như Bắc Kinh và Trịnh Châu, tuyên bố trận lũ mới đã bắt đầu. Thưa quý vị, dữ liệu về thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong tháng qua được Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố. Tân Hoa Xã đưa tin thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc đã giảm trong 9 tháng qua, bất chấp lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Ở Trung Quốc, tổng cộng 578 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong 9 tháng qua, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 130 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 3 quý qua, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 83.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong những thảm họa như vậy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra nghiêm trọng trong 3 quý đầu năm với 45 trận mưa lớn trên toàn quốc và lượng mưa trung bình đạt 622mm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh và 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 80% so với mức trung bình trong những năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1998. Trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc khiến hơn 100 triệu người và 1.000 hecta hoa màu ảnh hưởng, hơn 3.700 người thiệt mạng. Khi tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cập nhật số người không qua khỏi do mưa lũ bất thường đã tăng lên 33, thì hãng thông tấn AFP hôm thứ Hai lại nêu ra ví dụ về con đê bị sập ở Lạc Dương, nói rằng Trung Quốc ngày càng phải đối đầu với hiểm họa lũ lụt lớn hơn do việc xây dựng nhiều đê, đập đã cắt đứt liên kết giữa sông và các hồ liền kề, các bãi sông chứa nước mưa vào mùa hè. Trong khi đó, các chuyên gia khẳng định với Hoàn Cầu rằng việc xây dựng đê đập và hiểm họa lũ lụt ngày càng trầm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Họ nhận định rằng trận mưa lớn chỉ đơn thuần là do thiên nhiên.
Hôm thứ Ba, ông Phu Yong Phu, giáo sư từ trường bảo tồn nước và kỹ thuật thủy điện thuộc Đại học Henhai, nói với Hoàn Cầu rằng các cơ quan truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề vì trên thực tế thì việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai trong khu vực. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng các con đập nhằm giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm thiểu thiên tai. Do vậy, việc xây dựng các con đập không nên bị từ chối vì một thảm họa hiếm gặp. Ông Phu nói, tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử. Mỗi con sông có 1.030 nhánh với diện tích thoát nước nhỏ nhất là 50 km². Chuyên gia cho biết tình trạng lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình, Hà Nam ở vùng trũng và dễ bị ảnh hưởng và tốc độ đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lớn kinh khủng đến vậy. Quân đội Trung Quốc điều động 8.000 người chống thiên tai, tướng Ba Sao chỉ huy. Trong khi tình hình mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, quân đội nước này đã điều động hơn 8.000 người từ đại chiến khu trung tâm để tham gia cứu trợ thiên tai. Thượng tướng Yu Shelin, ủy viên chính trị đại chiến khu, được nhìn thấy xuất hiện ở thành phố Trịnh Châu, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mùa mưa lũ. Theo thông báo từ quân đội Trung Quốc, bên cạnh khoảng 8.500 người gồm quân nhân, cảnh sát vũ trang, dân binh, hơn 200 trang thiết bị và tàu thuyền cũng được đưa đến hơn 30 địa điểm bị thiên tai ở Trịnh Châu, Lạc Dương. Sự thật tim đập nước ở Trịnh Châu vỡ giữa đêm, ẩn họa to lớn, dân sơ tán khẩn cấp. Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế của Đức và đài Radio Public TV Ấn Độ dẫn thông tin từ truyền hình nhà nước Trung Quốc nói rằng đập nước Gojaju ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị vỡ vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba theo giờ địa phương. Thông tin xuất hiện giữa bối cảnh nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là ở Trịnh Châu, trải qua đợt mưa lớn chưa từng thấy, được mô tả là nghìn năm có một. Lượng mưa từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai ở Trịnh Châu là 617,1 mm, gần bằng lượng mưa trung bình trong cả năm ở thành phố này là 640,8 mm. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đưa tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc vào chiều ngày thứ Ba nói rằng sườn đập ở vị trí hạ nguồn hồ chứa Gojaju bị nước lũ làm sói lở ở phạm vi lớn nhưng không xảy ra tình trạng vỡ đập. Bộ cho biết nước lũ đã không còn tràn qua đỉnh đập. Địa phương đang tiếp tục khơi thông các kênh thoát nước tạm thời nhằm giảm mực nước. Nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Châu Học Văn đứng đầu đã đến Trịnh Châu trong ngày thứ Ba để trực tiếp chỉ huy tại hiện trường các hồ chứa Gojaju và Changwang. Yêu cầu sơ tán người dân xung quanh Gojaju cũng được đưa ra. Báo Tân Kinh trưa ngày thứ Tư đưa tin, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ Trịnh Châu cũng đã cảnh báo người dân về hiểm họa tiềm ẩn to lớn ở hồ chứa Gojaju và yêu cầu sơ tán. Nhiều người trong khu vực nhận được thông báo vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Ba về việc nhanh chóng di chuyển lên tầng cao do hồ chứa sắp xả lũ. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thông báo được phát đi yêu cầu mọi người sơ tán. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tình thế nguy hiểm ở Gojaju đã được kiểm soát sơ bộ. Mức báo động khẩn cấp được hạ xuống mức 3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường về tình hình lũ lụt. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin từ ngày Chủ nhật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Hà Nam, Trung Quốc, số người không qua khỏi do mưa lũ đã tăng lên 33 người. Theo Hoàn Cầu, số người không qua khỏi do trận mưa lớn chưa từng có ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 33 người. Trong đó, 8 người vẫn mất tích. Văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh này ngày hôm nay cho biết đã có tổng cộng 376.000 người được sơ tán và 256.000 người được di dời chỗ ở. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 215.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, mưa đã tạm ngưng cho phép người dân giới chức khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trận mưa như chút nước lớn làm ngập hầu hết hệ thống thoát nước của thành phố đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng của chính quyền trung ương từ sự hỗ trợ trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi cho chính quyền các cấp về khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và đối phó với thiên tai. Hàng loạt địa phương ở Hà Nam, Trung Quốc báo động đỏ. Trong những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là thủ phủ Trịnh Châu đã chứng kiến những trận mưa như chút nước trong hơn 3 ngày liên tiếp, gây ngập lụt nghiêm trọng.
ngày hôm nay, hàng loạt địa phương tại Hà Nam đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn. Cụ thể, lúc 7 giờ 50 phút sáng hôm nay theo giờ địa phương, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã lên tới hơn 50mm trong buổi sáng. Lượng mưa có thể lên 100mm trong sáng nay. Các thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã phát cảnh báo đỏ, trong khi Trịnh Châu phát cảnh báo cam. Đặc biệt, trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố An Dương đã tuyên bố đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố và yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và tổ chức trong thành phố cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ cần thiết và nhân viên làm nhiệm vụ. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe sẽ được sơ tán để đảm bảo an toàn. Nước lũ rút dần, ô tô chồng chất lên phố sau trận lụt trăm năm có một ở Trịnh Châu, Trung Quốc. Vài chục chiếc xe nằm ngổn ngang và chồng chất lên nhau trên một tuyến đường ở Trịnh Châu sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố này. Tính đến ngày thứ Tư, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng vì đợt mưa lũ bắt đầu từ ngày thứ Bảy tuần trước ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ít nhất 1,2 triệu người đã phải sơ tán khi cơ quan khí tượng địa phương dự báo khu vực này sẽ tiếp tục có mưa to. Tổng thống Putin chia buồn với ông Tập Cận Bình về thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ chia buồn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì hậu quả thảm khốc của lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam. Dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi một bức điện tới Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trong đó bày tỏ chia buồn sâu sắc về những hậu quả thương tâm của lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam. Tổng thống Liên bang Nga đã gửi những lời cảm thông chân thành đến những người mất người thân do hậu quả thảm họa này. Đồng thời, chúc tất cả các nạn nhân nhanh chóng hồi phục. Lạc Dương bác bỏ tin đồn nguồn nước máy nhiễm bẩn sau lũ lụt. Theo tài khoản Weibo của Đại Hà Nam, Trung Quốc, trong khi dư luận đang chú ý theo dõi cuộc giải cứu người mắc kẹt ở Trịnh Châu, thì trên mạng xã hội phản ứng tin nhắn như WeChat và Weibo đã lan truyền một lời cảnh báo rằng nguồn nước máy có thể đã bị nhiễm bẩn sau trận lũ, ai có điều kiện nên uống nước đóng chai. Không lâu sau đó, ông Yu Shuyan, người đứng đầu trạm quan trắc Lạc Dương thuộc mạng lưới giám sát chất lượng cấp nước đô thị Hà Nam, đã bác bỏ tin đồn thất thiệt, khẳng định nguồn nước của Lạc Dương không bị ảnh hưởng và hoạt động sản xuất của nhà máy vẫn bình thường. Theo đó, hàng ngày các mẫu nước được lấy từ 64 điểm giám sát trong mạng lưới cấp nước của Lạc Dương và 106 chỉ tiêu chất lượng nước được 22 phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra. Chỉ có nước máy đủ tiêu chuẩn mới có thể được đưa vào tiêu thụ. Các nhà khí tượng đoán đúng nhưng không trúng vào cái kết. Các chuyên gia dự báo thời tiết đã dự đoán sẽ có lượng mưa lớn trước khi trận lũ kinh hoàng đổ bộ miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng cảnh báo của họ đã sai địa điểm và cả thời điểm. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng sau China Morning Post Hồng Kông, bà Xu Fang, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng của tỉnh Hà Nam Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết, chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt từ ngày thứ Tư tuần trước đó. Thế nhưng, các nhà dự báo lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ ập đến Tiêu Tác, một thành phố tọa lạc dưới chân Thái Hành Sơn, một ngày trước khi trận mưa như chút nước tồi tệ nhất ập đến. Trong khi đó, các khu vực khác như thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam được dự báo sẽ đón lượng mưa ít hơn. Hôm thứ Sáu tuần trước, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo rằng thành phố Tiêu Tác có thể đón lượng mưa lên tới 500mm trong ngày Chủ nhật, có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một và đã tiến hành sơ tán một số người dân khỏi các vùng trũng của thành phố này. Nhưng thực tế là Trịnh Châu mới là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố 12 triệu dân này đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục chậm hơn một ngày so với dự báo của các chuyên gia. Vào sáng ngày thứ Hai, thành phố Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, nhưng khi đó hầu hết các cư dân của thành phố đều đã trên đường đi làm. Chỉ trong vòng 1 giờ, Trịnh Châu đã chứng kiến lượng mưa hơn 200mm, lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Và buổi chiều cùng ngày, thành phố đã chứng kiến lượng mưa nhiều hơn mức bình thường trong vòng nửa năm, khiến các đường phố ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm tàu khách mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm. Ít nhất 25 người đã không qua khỏi trong trận lũ lụt, trong khi nguồn điện và nước sinh hoạt bị cắt ở nhiều nơi, một số trạm khí tượng không có dữ liệu vì các thiết bị của họ đã bị hư hại. 12 người đã không qua khỏi vì lũ ngập tàu ở Trung Quốc. Điện thoại sập nguồn, 500 người tuyệt vọng, nước tới ngực, kết thúc rồi. Vào tối ngày thứ Hai, ga Wulongku của chuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 và các khu vực lân cận đã xảy ra tình trạng tích nước nghiêm trọng.
Đến 18 giờ, nước đọng đã phá vỡ tường chắn của lối ra vào và tràn xuống hầm dưới lòng đất, khiến cho chuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 phải dừng lại. Hành khách bị mắc kẹt bên trong các toa tàu. Ngay sau đó, các tin tức và video của tuyến tàu số 5 liên tục được lan truyền trên mạng. Hình ảnh cho thấy nước trong các toa tàu dâng lên đến ngực, thậm chí là cả đầu của khách. Vào lúc 18:01, tàu bị ngập nước. Tôi hơi sợ, chúng tôi đã bị mắc kẹt. Một hành khách trên tàu điện ngầm đã gửi tin nhắn cầu cứu tới một người bạn. Từ đoạn video, vào thời điểm đó, nước chỉ bắt đầu tràn vào toa tàu và tới dày người bên trong. Không có nhà ga nào xung quanh, chúng tôi không thể ra ngoài. Vào thời điểm đó, tàu điện ngầm đã buộc phải dừng lại và hành khách bị mắc kẹt bên trong. Qua kính có thể thấy mực nước bên trong đường ngầm, bên ngoài toa tàu đang từ từ dâng lên. Chiếc tàu điện giống như một con tàu ngầm từ từ lặn xuống đáy. Nước bắt đầu tràn vào bên trong các khe cửa. 18:06, cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ toa tàu. Một số hành khách đã khóc. 18:10, nước ngập đến bắp chân. Tàu trưởng ra cảnh báo mọi người khẩn cấp di chuyển ra đầu xe bởi phần chiếc xe cao hơn. Đúng lúc này, tàu điện ngầm Trịnh Châu phát lệnh dừng toàn bộ tuyến tàu. Lúc này, một nửa toa tàu đã chìm trong nước. 18:20, sức nước đã làm nghiêng tàu điện ngầm. Kết thúc rồi, nước vẫn dâng cao. Hành khách gần như tuyệt vọng. 18:50, các khoa sau nước đã ngập tới nóc. Khoang trước nước ngập tới vị trí ghế ngồi. Tớ không thể thoát ra được. Trong lúc tuyệt vọng chờ cứu hộ, một hành khách đã gửi tin nhắn cho bạn mình. 19:03, nước bên ngoài cửa sổ đã ngập tới cổ. Hành khách cảm thấy khoang tàu thiếu oxy. Cậu nhất định phải hạnh phúc. Sau khi nhận được tin nhắn này, người bạn bên ngoài đã không thể liên lạc với bạn mình đang bị mắc kẹt bên trong tàu. 19:35, yêu cầu giúp đỡ đã được lan truyền trên khắp Weibo, khẩn cấp cứu hộ, cứu hỏa. Làm ơn hãy giúp chúng tôi đang bị mắc kẹt trong đường hầm của tuyến tàu số 5, chạm ga trên đường Banshi, Sonkolu. Xin hãy lan truyền thông tin này, nước bên trong đã dâng tới ngực, tôi không nói được nữa, hãy cứu. 20:56, CC cập nhật, bạn của tôi vừa gọi điện, một đội cứu hộ đã tới. Mọi người đang lần lượt được cứu, nước trong dâng lên nữa. Khoảng 21 giờ, toa tàu điện ngầm bị kẹt gần như ngập nước, mực nước bên ngoài ngập đến đỉnh đầu. Bên trong thiếu oxy trầm trọng, mọi người thở hổn hển. Một số người đã bắt đầu run rẩy. Điều đáng lo ngại nhất là trên tàu có trẻ em, người già và phụ nữ mang thai. Nửa người tôi bị ngâm trong nước và tôi thấy bên ngoài toàn là nước. Lúc đó tôi rất tuyệt vọng và điện thoại thì sập nguồn. Một hành khách bị mắc kẹt chia sẻ. Trong lúc tuyệt vọng, có người đã định đập vỡ kính nhưng bị các hành khách khác ngăn cản. Cửa bị đập vỡ, một khi nước tràn vào thì không ai có hy vọng thoát thân, người khác ngăn cản. Khoảng đến 21 giờ, những người bị mắc kẹt dần dần được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Mắc kẹt gần 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng sống, nhiều người xúc động bật khóc. Mọi người bắt đầu di chuyển ra khỏi khoang tàu. Những đối tượng được ưu tiên đưa ra trước là phụ nữ mang thai, trẻ em, phụ nữ và cuối cùng là đàn ông. Trịnh Châu mênh mông sóng nước, không ai ngờ rằng trận mưa ngàn năm có một này đã làm tê liệt toàn bộ thành phố gần như ngay lập tức.